mình lỗ thế này. Ơ xài ơi, con cho này vỡ. Qua tăng của nó, qua tăng của lên đúng không? Chỉ bàn tay anh đây. Trời ơi, ông cho tay nó kép vào tay đấy. Đấy, nó sắp kép quần Ni rồi đấy. Đấy, Ni câu được rồi, hoan hô. Yeah. Con câu được luôn. À. Ok. Đây, nó dồn ở trong kia, xong câu đi câu mấy con ở ngoài này. Đấy, chị Vi câu được rồi. Con cua đá cũng muốn cầm rồi. Yeah, con được con cua đá rồi. Thả nó xuống. Con đang câu con cua à. Thả nào. Con là con câu được đấy. Thích đấy. Thế con nào? Câu được hai con rồi. Cho nó cắp vào tay thử. Không. Không, cái con không được đâu. Rồi, giờ lên ăn cơm thôi, rồi chiều lại câu. Ok, nhá. Không được nè. Càng to dễ lắm. Ôi, nó thích nó của chị. Con nó chắc cái con đi đó. Con này nó có thích cái không? Con này nó chắc cái gì thôi nhá. Ô, yeah, xài ơi. Đây, nó kép đây, cho để thì nó kép vào tai cháu ấy. Cho lấy cái mềm mềm lúc nãy ấy. Để yên thì nó mới kép được, nó cứng quá nó không kép. Nắng lắm rồi.